Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Huyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Quýp không quý vị ơi, hoành to ha, đế quýp tại cành điều luôn, đế đặt kẹo trên ha. Đẹp, đẹp không nè, kẹo không ha. Rồi, chào Quyên. Dạ em chào anh Tuấn, em chào cô chú anh chị. Hôm nay em có về được 30 phôi mai á cô chú anh chị, dáng thế đế đẹp luôn, giao lưu cô chú anh chị. Mai này là mai giảo lá gai cho cô chú anh chị, dao động từ 5 đến 12 cánh. Hình thức bên em là bao sóng bao ship luôn. Đây là cây số 1 của em. Rồi, mã số 1 quý vị. Mình cho chiều cao trước đây ha. Rồi, chiều cao. Cao là 63. Rồi. Rồi, mình vô cái quành luôn đi em. Quanh 17,5. Rồi, xoay xoay luôn. Quý vị ngắm nghía kỹ đường thân tay cạnh như quý vị. Rồi, vô bộ đế luôn. Số 1 này em giao lưu giá 1,1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 2. Số 2, lên luôn. Chiều cao là 58. Rồi, 58 cao. Rồi, cái quanh. Quanh là 19,5. Rồi, đế luôn. Đây này cũng phải quái đế ha. Số 2 này em giao lưu giá 600. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Số 3. Cái xương ngang ha. Cao là 1 mét. Quanh là 19. Rồi, xoay xoay luôn. Xương ngang đẹp. Để đây quý vị, để đều ha, có củ bự luôn ha. Mã số 3 này em giao lưu giá 2,2 triệu. Rồi, 2,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 4. Rồi, số 4. Rồi, chiều cao. Cao 1m23. Rồi. Tay cành đều luôn. Tay cành em này, tay cành xương cá ha. Đều luôn nè. Quành là 24. Rồi, 24. Đế luôn. Đế bắp luôn. Mã số 4 thì em giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 5. Số 5. Cao là 1m08. Rồi, 1m08. Tay cành đều. Đó. Quành 24,5. Rồi, xoay xoay luôn em. Để luôn quý vị, để bít bầu luôn ha. Phân bố đều luôn nè. Cộng vàng tươi luôn ha. Mã số 5 này em giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 6. Số 6, một em trực tại cành đều để đặt kẹo. Cái bầu. Cao là 97. Bầu này hai người khiêng cũng không nổi luôn. Hết sức cái bầu luôn. Quành 26. Rồi. Cái bệ đế rồi quý vị. Nuôi này vài năm nữa nó kín cái này luôn á. Mã 6 này em giao lưu giá 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 7. Rồi, chiều cao. Cao là 1m06. Tay cành đều luôn ha, xương ngang nữa quý vị. Về mình chỉ cần chỉnh sửa nhẹ nhẹ cái là đẹp liền ha. Quành 22. Rồi, 22. Để nôm luôn ha. Nôm của nó là 25. Rồi, xe xe luôn. Không gì. Nôm đều hết trơn ha. Mặt nào cũng kín hết trơn. Mã số 7 thì em giao lưu giá 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu. Xuống cây. Mã số 8. 8. Đó. Cao cây thấp là 66. Nhanh thử ha. Cây cao là 1m08. Rồi, xoay xoay luôn. Vì ngắm nghía kỹ đường thân tay cành nha quý vị. Tay quành. Quành tổng là 31. Rồi. Cây nhỏ 16. Rồi, cây bự. Cây bự 21. Rồi, xoay xoay luôn. Vì ngắm nghía kỹ nha quý vị. Rồi, xuống đế luôn. Để đây, bích đây ha. Mã số 8 em giao lưu 2,8 triệu. 2,8 triệu quý vị. Đẹp. Rồi, xuống cây. Mã số 9.
chỉnh lên luôn. Rồi, chiều cao. Cao 1m26. Rồi. Tay cành đều luôn. Đặt kẹo này nó bung chồi nảy lọc cái là kính thân luôn. Cái hoành. Hoành là 24,5. Rồi. 24,5 hoành. Tay cành thì đặt từ trên xuống nè ha. Góc lắc nhẹ ha. Để đây. Số 9 em giao lưu 2,3 triệu. Đây cũng kính bầu luôn ha. Rồi 2,3 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 10. Số 10. Rồi chiều cao. Cao là 94. Em bên đây. Cao là 98. Rồi. Hoành tổng luôn. Tổng là 28. Rồi tổng 28. Còn từng em. Nhánh này là 18 nha cô chú anh chị. 8. Em kia. Em kế là 17. Rồi em 17, em 18 ha. À. Đây là một thân á cô chú anh chị mà hai nhánh nha. Rồi, nó chỉ là một cái góc thôi, nó có hai nhánh. Mã 10 này em giao lưu 1,8 triệu. Đây cái gì? Nè, chỉ có một góc thôi đấy ha. Rồi, xuống cây. Mã số 11. Rồi, mã số 11. Rồi, chiều cao. Cao 1m4. Rồi. Vô hoành luôn. Hoành là 26. Rồi, xoay xoay. Tay cành đặt kẹo. Đế cũ nở dữ ha. Nguyên cái bề đế này quá xá luôn rồi. 11 này em giao lưu 2,3 triệu. Rồi, 2,3 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. 12. 12. Rồi, góc này bự nha. Cao 1m35. Rồi, cao 1m35. Hoành này chắc 30 mấy rồi. Bự chảng dữ luôn. Nhiều. 31. Rồi, 31. Góc lắc nhẹ ha. Tay cành cũng đều. Đó, để đây. Góc lắc viên luôn ha. Đó, đó, đều hết trơn nè. 12 này em giao lưu 3,2 triệu. Rồi, 3,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 13. 13. Rồi, chiều cao luôn. Cao là 23. Tay cành đặt kẹo luôn. Hoành 27. Rồi, xoay xoay luôn. Ngắm nghía kỹ nha. Rồi, từ từ xuống đây. Mười ba này em giao lưu giá 2,2 triệu. Để cộng nào này bự ha. Rồi, xuống cây. Mã 14. Rồi, lên luôn. Cao là 73. Rồi, 73 cao. Có cái nhánh bẻ không lạ lạ dưới ha. Rồi, cái hoành ngang ở đây đó. Hoành ngang là 29,5. 29,5, còn ở trên. Trên là 24. 24, rồi xoay xoay luôn. Đó, để đây quý vị. Để nè, phân bố đều hết trơn ha. Cộng bự không nè. Rồi, giao lưu nha. 14 này em giao lưu 2 triệu. Rồi, 2 triệu, rồi xuống cây. Mã 15. 15, lên luôn. Rồi, chiều cao. Cao là 1m. Rồi. Tay cành đều ha. Đó, xè đẹp luôn. Hoành là 26. Rồi, xoay xoay luôn. Tay cành xè đẹp. Cái này có nguyên cái bị đít. Quá xa cái bị đít nha. Đâu. Đò thử cái đít này. Thế là 46 luôn. Đít. Để này là đặt kẹo ha. Này có cái bị đít nha. Quá xa cái bệ này. Rồi, giao lưu nha em. 15 này em giao lưu 2,7 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 16. Đây cũng ngũ tử luôn ha. Cao là 1m22. Cao này là 66. Rồi, cái hoành thân lớn.
Quạnh ở đâu ngoài đây nha cô chú anh chị, tại mất cái đế. Trong đó mình lấy là 25 rưỡi. Nó bị dưới cây rễ. Cây nhỏ là 17 nha cô chú anh chị. Rồi, xay xay luôn. Vì ngắm nghía kỹ đường thân tay cành của nó ha. Tay cành thì đặt kẹo ha. Em này thì nó có bị địa bị hay được đây tùy quý vị ha. Đây quý vị, một số quý vị thích mắc tre mắc trúc đây ha. Đó, cũng lạ mắt ha, có ngẩn có ngẩn u nần nần ha. Quý vị, một số quý vị cũng là sưu tầm đó. Vị thích cái thông này thì quý vị mình chốt ha. Đó, chốt về chơi. Còn đế nè. Đó, cộng bắp ha, có nhánh tử luôn. 16 rồi. Thì em giao lưu 3,5 triệu. Rồi, 3,5 triệu. Rồi, xuống cây. 17. Rồi, mã số 17. Cao 1m2. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 27. Rồi, xoay xoay luôn, tay cành đẹp. Dáng lắc cũng đẹp. Đế. Đế xè cũng đẹp. Phá xa cái bề đế ha. 17 em giao lưu 2,8 triệu. Rồi, 2,8 triệu. Cái này nó muốn bể xù. Này mới có bung bung nhẹ nhẹ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số lên tiếp 18. Theo. Cao là 94. Rồi. Nhánh lùn này là 32. Này đâu hoành tổng nha cô chú anh chị. Rồi, tổng luôn ngang đó. Ngay đây là 38. Rồi. Đó ngoài cổ. Cây lớn của nó là 27. Rồi, xay xay luôn. Nó tay cành ha. Cành đặt kẹo mà lực không ha. Đây quý vị nghe cái củ này hồi nãy mình đo là 37 phải không em? Dạ. 37 38 vậy nè. Nhìn độc lạ luôn. Đây. Ngắm nghe kỹ cái này ha. Này nó bự lắm. Là dừng những cái mặt này giúp anh ha. Là gì? Bụi chảng luôn quý vị ơi. Rồi, giao lưu là 18 thì em giao lưu 3,5 triệu. 3,5 triệu ha. Rồi, xuống cây. 19. Rồi, lên luôn. Rồi rồi. Cắn lên. Cao 1m35. Rồi. Cái hoành. Hoành 25. Rồi, có cái củ đặc. Nồi củ 50. Rồi, xây xây luôn. Tay cành cũng đặt kẹo luôn. Tay cành đặt ha. Đặt từ từ đỉnh xuống cái góc chứ mà ha. Vì nghe kỹ mấy cái nách giúp mình ha. Cái này chim lên rất cực luôn. Cái này chi u ha. Chứ mình không có báo gì nha quý vị. U nó giận giận thôi ha. Rồi mình xuống cái củ đế nha quý vị. Đế ha. 19 này giao lưu 3,7 triệu nha cô chú anh chị. Rồi xây xây tiếp dòng nữa đi ha. Đó, quý vị so sánh quyền với cái bề đế nè. Đó. Bề đế nè. Bề đế bự. Bự lắm đó. Đó. Rồi xuống cây. Mã 20. Cây bự không ha. Rồi, chiều cao. 1m4. Rồi, tay cành đẹp luôn. Đặt kẹo luôn. Rồi, cái hoành. Hoành 27. Rồi, xây xây luôn. Rồi, quý vị ngắm nghía tay cành. Xè đều ha. Có thân thấp luôn. Để cộng bự bự không nha quý vị. Đặt bầu luôn ha. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đây? 20 nè, em giao lưu 3,9 triệu. 3,9 triệu. Rồi, xuống cây. 21. 21 lên luôn. Cao 1m27. Rồi. Này đâu hoành tổng không? Tổng luôn, tổng cộng 117. Mặt tông nhiều. Tổng là 34. Rồi, 34. Này đo cũng được chú chị ơi. Tay cành thì đều từ trên xuống ha. Đó, đo ngay cái tổng vậy đó quý vị. Cái này đo từng cây không được ha. Đây. Đế thì xè đều bầu hết trơn. 21 nè em giao lưu 2,8 triệu. Rồi 2,8 triệu. Rồi xuống cây.
22. 2 lên luôn. Bầu nào đây, hai người khiêng. Cao 1,5 m. Rồi, 1,5 m cao. Cái hoành. Hoành 35. 35 hoành, tay cành đều giót đọt luôn. Đó, đoạn dưới thì tay cành lực luôn ha. Ở trên giót đọt còn chút xíu siêu luôn nè quý vị. Đó, khích khích tay cành khích luôn ha. Đoạn dưới đây thì tay cành bự 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 luôn ha. Rồi, bệ đế. Để chia đều trần. Đặc biệt các bạn cái mặt bên đây, cái bệ này bên đây nó dài hơn cái gàn thầy cái gì. Rồi, giao lưu như đêm. 22 thì em giao lưu 2,8 triệu. Ủa bỏ 4,8 triệu. Thôi 4,8 triệu cái gì. Đến 2,8 triệu chắc trái máy cái này quá. Trên hộp tay. Cao 1,28 m. Mã số mấy em? Mã 23. Rồi, rồi tay cành đều luôn ha. Rồi, mình vô hoành luôn ha. Hoành là 25. Rồi, củ đế là 56 của chú anh chị. Rồi, xoay xoay luôn. Tay cành đều, củ đế đặt kẹo luôn. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đem? 23 này em giao lưu 3,7 triệu. 3,7 triệu. Rồi, xuống cây. 24. Lên luôn. Cây mình rồi. Đáng lên. Quay bao nhiêu cây đây. Cao 1,09 m. Hoành 27 rồi. Xây xây luôn. Mình quay chắc 30 cây quá hả? Dạ. 30 cây ha, quý vị ráng. Mấy mấy anh em khiêng cây ráng lên xíu nữa nè. Gần tới đích rồi đó. Rồi, để đây quý vị. Đó, đều hết trơn nha, mặt nào cũng có hết trơn nha, khích hết trơn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đem? 24, em giao lưu 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. 25. Rồi, 25. Rồi, một cặp sừng nai, sừng gì đây, sừng hưu gì đây? Sừng hưu. Rồi, chiều cao. Cao 1,05 m. Cao 1,09 m. Rồi 1,05, 1,09 luôn. Hoành từng em. Hoành cây bự là 25. Rồi em nhỏ anh kia. Nhỏ là 19. Rồi xây xây luôn. Đó. Mấy hàng chơi hàng độc lạ không ha. Về chơi hàng độc lạ không đụng hàng ai luôn cô chú ơi. Này là chỉ một cây mà tại nó ra hai cái nhánh nha quý vị. Rồi dừng lại mặt này giúp anh cái quyền. Đây quý vị nghe kỹ ha. Đây chỉ là một cây thôi ha. Rồi xây tiếp luôn qua mặt bên đây luôn. Đó. Rồi. 25 này em giao lưu giá 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu. Rồi xuống cây. 26. Rồi lên luôn. Một cây mai xù. Xù. Lát nữa kiểm tra cái đầu xù như thế nào ha. Này bẻ cổ rất là ngắn ha. Cao 90. Rồi tay cành bự không à. Cái hoành. Hoành 31. Rồi 31 hoành. Tay cành đều mà tay cành rất lực nha ha quý vị. Để kiểm tra cái đầu xù đi ha. Đầu kiểm tra bắt đầu từ cụm trên này đi nha quý vị. Này thì mới bung bể thôi nha. Nứt nách nè. Đây thì hơi nặng nặng xíu ha. Đó, đây thì cũng hơi nặng nặng xíu ha. Ở đây này cũng coi là hiện tượng nha quý vị. Đó, còn cái xù nặng thì nó không có xù nặng ha. Đó, có sao mình quay vậy ha. Này về quý vị mà trồng hay á, nó lên nó chảy nhiều rồi ha. 26 này em giao lưu 3,2 triệu. Rồi xoay xoay tiếp luôn ha. Mẹ cậu rất khéo nè, để dưới xe đều luôn ha. Này tương lai hay gì? Rồi xuống cây. Lên 27. Rồi 27 có cái cụ qua sai cụ đế ha. Cao là 1,09 m. Rồi cái hoành. Hoành là 31. Rồi cái củ bực chản luôn. Củ 44. Rồi củ 44. Tay cành đều. Tay cành cũng bự không nữa ha. Rồi cái củ nè. Wow, cái này nó nhố tuột mà. Rồi đâm chồi nảy lọc ha quý vị. Nè. Xanh xanh trong thân ha quý vị. An tâm về sự sống ha. Cây rất là mạnh nha. Củ nè. Củ này chắc hai tay ôm chắc không hết quá ha. Thì em ôm thử. Ôm hai tay vô thử coi. Hết, hết không?
không hết hàng còn hở dưới đây nhiều lắm nha. Hai thay ôm không hết nha quý vị. Rồi giao luôn như đêm 27 em giao luôn 3,8 triệu. Rồi 3,8 triệu hàng trống chịu hàng trước nè, khéo đế quá ha. Rồi xuống cây lên 28. Rồi 28. Rồi chiều cao luôn, cao 1m3. Rồi 1m3 cao, tay cành đều hoành ngang ở quành dưới 30 hoành. Tay cành đều ha, đặt kẹo luôn nè, dưới có nhánh tử dưới ha, đế đẹp luôn. Đế thì đặt kẹo bầu hết rồi, tay cành cũng đặt, đế cũng đặt ha. 28 em giao lưu 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu. Rồi xuống cây mã 29. 29 lên luôn. Rồi em này tay đàn xương ngang mà đế đặt cũ, đế nôm luôn ha. Rồi chiều cao, cao 1m4. Rồi 1m4 cái hoành, hoành 27. 27 tay cành này về quý vị khỏi cần chỉnh sửa gì ha, chỉ đợi nó đâm chồi nảy lọc ra mình chơi ha. Đó, kéo ngang sẵn rồi nè. Rồi củ đế ha, để nôm kính bầu luôn, đặt kẹo ha. 29 em vô lưu 3,8 triệu. Rồi 3,8 triệu. Rồi xuống cây mã 40 là cuối clip. 30 Rồi chiều cao, cao 1m29. Rồi cái hoành luôn, hoành 27. Rồi xây xây luôn. Em này cũng có cái củ đặt ở dưới ha, củ cũng bự lắm á, tay cành thì đều, có củ nó đặt đặt nhiêu đây, củ 49. Rồi củ 49 luôn, tay cành đều quá gì, tay cành đều ha, từ đỉnh xuống luôn. Rồi trong cái củ nè, đó đế thì xanh xung quanh củ, đế xòe xung quanh luôn, đẹp ha. Trên lưng có cái nhánh nhánh hồi gì ngay lưng luôn ha, tay cành nhất. Rồi có gì ngắm nghía kỹ nha. À, này mình giao lưu nhiêu đây em? 30 nè em giao lưu 3,8 triệu. 3,8 triệu ha. Rồi cuối clip có giờ dạ, là Dũng cuối clip mong cô chú anh chị mình ủng hộ giúp em có động lực em săn hàng đẹp hàng VIP để về phục vụ cô chú anh chị. Em xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.